Xin chào quý vị khán giả đến với kênh của Nhật Tuệ Vlog. Hôm nay là Nhật Tuệ xin giới thiệu đến quý khán giả món vịt trời nướng tàu ong siêu ngon. Đây là khung cảnh khu vườn của mình quay video các bạn nhé. Các bạn ơi, để làm được món vịt trời nướng tàu ong siêu ngon thì các bạn hãy chuẩn bị cho mình một con vịt nặng từ 1 cân đến 1 cân 1, vì vịt trời nó không to. Làm sạch, bóp muối để khô, xong là tới tiến hành bóp gia vị gồm mật ong hòa loãng và 2 thìa sả, 3 củ cắt nhỏ, 3 củ tỏi, 2 củ gừng làm sạch cắt nhỏ, ớt 2 quả làm sạch cắt nhỏ và ít tiêu nữa, trộn đều hỗn hợp vào nhau, xong là tiến hành tàu bóp nhé. Bạn hãy nhìn video mình đang làm đây này, sau đó mình sẽ trộn vào để ngấm tầm 15 phút thì chúng ta sẽ tiến hành cho lên vỉ để nướng các bạn nhé. Tập vị xong bắt đầu mình sẽ kèm vỉ của mình nướng các bạn nhé. Đây là món vịt trời nướng tàu bao siêu ngon. Chắc phải nướng tầm mất tầm 30 đến 35 phút thì mới chín các bạn ạ. Các bạn ơi, anh em mình bắt đầu nướng được 15 phút rồi các bạn nhé. Đây là nướng thành quả của anh em mình sắp được rồi các bạn ạ. Nướng tầm 15 phút cái món vịt trời tẩm mật ong nướng siêu ngon này các bạn. Thơm vừa phức luôn. Thơm nhỉ? Cháy thơm. Cháy chưa? Cháy. Cháy làm sao được? Vàng ươm luôn. Cho hơi nhiều mật ong. Mời các bạn ăn đi. Mời các bạn ăn đi. Rồi đi. Hôm nay có chủ tịch hội đồng quản trị là bác Hoan và phó chủ tịch quản trị đó là ông trẻ Tuệ đến thưởng thức món vịt trời hấp mật ong, à tẩm mật ong nướng. Mời các bạn ăn đi. Đeo đầu đi. Mời các bạn nhá. Mời các bạn đi. Tôi cả nhà nhá. Thưởng thức đi thôi. Nào, nào chén thôi, ngon đấy. Siêu ngon này hả? Vịt nướng siêu ngon này hả? Ủa, bò đấy. À, con cho bạn nước mắm ở giữa này hả con? Siêu ngon nhỉ? Cảm ơn, không ngon là chú đếp. Mời các bạn thưởng thức món ăn cùng bác cháu với chú cháu anh em mình nhá. Đều tập biệt đấy. Thế đó rồi, anh sống như thế này. Lấy mấy giấy đi học à? Thế nào? Đấy. Ừ, ngon hết. Cái cành này ý là trong mình rồi. Hả? Tôi có cái canh này mà đấy. Canh ngon á? Đẹp giá cây đấy. Có thằng gấp luôn. Ông hỏi anh là tứ tử. Em là Lâm Văn Tứ, quê em ở Nam Định, một doanh nhân thành đạt. Quê ở ấy, Phúc Lâm, Phúc Luân, Phúc Lâm, Phúc Lâm, Phúc Lâm. Phúc Lâm tự. Tính là tôi chạy ra Phúc Lâm. Đấy. Đó, biệt cà phê. Đấy,
biển cà phê. Cây ngọt, chám ăn. Sản phẩm. Ngọt rồi đúng không? Nhiều. Mật ong thì... Không ngon thì ăn cái này. Ngọt cay ăn này đúng không? Chú ăn ra cái kia. Cái nó mềm mà. Mềm hết. Chơi ăn ngon mà, chơi lứa ngon mà. Bây giờ này anh bẫy ở trên chỗ Tam Đảo. Rồi này mà bẫy tớ. À dạ. Bẫy tớ rồi hả? Bẫy tớ rồi hả? Bẫy tớ rồi hả? Nó vùng rất đầm lầy. Ở đâu? Lên 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 lên. Lên cái nữa đi được. Vừa rồi về quê mà nó bẫy ở đồng ruộng ấy. À, lưới con lưới. Coi lên lưới. Mời các bạn uống rượu ngô nhá. Ồ, chúng ta đây là ngô. 2-30 con ngô, một hai con. Nhiều con chim nó lao đấy. Đúng rồi. Đây là nếp cáo vàng như vịt ngô đâu. Không vịt đực mà cành xanh như là vịt ngon. Đồ này ngon đấy. Càng xanh biếc bao nhiêu thì càng ngon. Ngon. Thì nó chắc. Cô không ăn cháo cô ơi. Cô ăn cơm cô ơi. Cái bằng lương của sâm nuôi đây. Tấm gì ngon. Tiền nuôi người ta nuôi nhiều nuôi hết. Tức là ăn mấy lần ở hồ. Anh vịt mình đứng ăn rất ngon. Lâu lâu ăn ngon. À, ngon nhỉ? Có. Vịt trời tà bao nướng là siêu ngon luôn. Cái này đi ăn quán nó không có độ độ ấy, nó nướng nhanh, nó chuẩn, nó sát. Cái này ngọt. Ờ. Thế nên không sướng rồi. Mời lên hồ. Linh ngỗ nó mời là mà nướng kiểu này nó không có mùi hôi của vịt hương miền Nam thơm à, vâng. Đây mình nghe một tí nào. Tầm ong nướng mà được ngon mà. Mật ong ấy là chanh tỏi ớt hạt mắc khén. Bên này nếu có hạt dổi là tốt, hạt dổi với mắc khén tốt. Mà đây là mình nướng hạt tiêu rồi. Nướng này nó phải có mắc khén, mắc khén là hạt dổi. Thơm. Giòn giòn ngon. Cái giòn giòn ngon. Ngon. Mình ăn vịt cỏ ngon hơn mình chỉ ăn. Ăn rẻ ăn còn. Ăn rẻ còn luôn nó có đúng còn 3 cân. Từ ăn rẻ rồi ăn rẻ mà. Ngan em có banh về cho em mua ngon không? Mà trên giống ngan em phải nuôi nó phải có nhiều nước đâu. Ngan thì nó phải có nhiều nước, không nhiều nước kể cả thì nó hôi, nó hôi đó. Rồi, nó không bao giờ. Đây là vịt nó nuôi không có nước, hôi. À nó nuôi cái này có nước nên nó mới đỡ. Phải nước. Thì thực ra mồ hôi con vịt nó tắm nước tiết được cái hôi nó ra. Tiết được cái da. Nó là đối mà bảo con kia lên trên mà ông chú nó nuôi. Ốc đây con vịt hấp đây là nuôi ở đây là gì nữa. Con vịt hấp, con vịt cỏ thì vịt vịt trời thì mới đi mua về cho con vịt vịt. Hôm nay là xin mời quý vị là bọn em ăn hai món vịt ạ, một món hấp và món nướng. Đó. Hấp không nước. Như ở trên quê không cần nước. Muốn để nó cố luôn. Anh em chắc mình có cho cùng nước thì vào video. Được, còn đăng ký. Anh em xin cho anh em một chia sẻ ô bình luận để xem video của anh em mình nhá. Em có góp ý kiến. Mong. Xin mình đợi hỏi thật. Quý vị. Chủ tịch hôm nay, chủ tịch nói đây, chủ tịch hơi bị nói ít thêm. Phật đã buồn.
và chưa được cái nào nó buồn. Hôm nay đông khổ kiêng thì đây từ tăng cường đây gọi là đông khổ kiêng cũng nói khổ xây thêm gọi là có xây thêm mấy phòng trọ, xây được mấy mấy phòng trọ có con vịt nướng với con vịt hấp chưa ngon nhỉ? Chưa ngon. Chưa ngon nhỉ? Các bạn nào yêu cầu thì gặp xin tận nhà luôn. Chủ tịch Nguyễn Công Hoan. Nguyễn Công Hoan. Trưởng ban chỉ đạo. Và là phó ban đồng đồng. Rồi chui về nữa. Chủ tịch Hoan là ngày xưa đóng cái vai ông rùa ở phim bao công ấy. Học đồng hả? Vừa phải viên học đồng. Ừ. Wow, thích cái điểm đấy. Ờ. Chú gái thì con. Nên chú vẫn ngủ với con. Không ngủ. Không suốt ra được là ngủ. Con qua mấy lần này? Không phải là suốt gì cả. Ngủ suốt thế giáo mà thì phải. Cho mình đấy. Con qua mấy lần rồi, thấy chú vẫn nằm được. Nằm quá. Ăn uống thất thường nó không ngủ được phải nào? Phải nấu đâu. Không ngủ được, không béo gì. Mà hôm qua còn một gói mì tôm và một chấm trứng. 20 nghìn trứng. À. Bộ lắm trứng này. Thế hôm qua chủ tịch không mua cà gà về ăn à? Có mua cà gà đây, hai quả cà gà một chấm trứng. À. Hay là do ăn nhiều đàm quá, khó ngủ sao? Cưng. Quang không ngủ thế nào với em, không ngủ thế nào? Cà gà lắp bếp lên thử luôn. 12 giờ, 2 giờ qua. Qua lại đi lại hoàn nằm. Đến giờ đúng 6 giờ kém. Ăn mạnh lên các chủ tịch không? 15. Để qua con suốt. À, hôm qua như này cơ. Xong rồi. Hôm kia đang nói chuyện con tim chỉnh vào các cụ. Hôm qua lúc khoảng tầm 3 giờ thu hoạch nhỉ? Không có tin tâm là. 3 giờ đợi rồi. Không có về. Cái lúc con tim lời nó cao lắm mấy giờ nhỉ? 3 giờ. Bay ngang đúng một tiếng mình thấy đầu hoa đúng rồi thấy sao qua ngõ hoa này nhiều chín lớn qua ngõ hoa đi rồng đi tôi qua ngõ lửa cay món ăn mà ngon quá ăn nhanh cũng tàn rồi bắt đầu là uống phát để chào các bạn để tạm dừng video nhỉ. Lửa cay nhiều. Hôm qua con chim lờ kêu bán nữa là con tài quan trong hoan trong tình hình xin nào. Các bạn hãy theo dõi video của anh em chú cháu mình nhá và cho anh em chú cháu mình một đăng ký và một chia sẻ để kênh càng ngày càng phát triển để làm được nhiều video hay để đến với các bạn nhá. Chào các bạn nhá. Chào các bạn đi. Chào nhá.